Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình thông tin đối ngoại của Đài Phát Thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị, hiền tài là nguyên khí quốc gia trong mọi thời đại, động lực thúc đẩy phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh là trí thức và đội ngũ trí thức. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng, luôn đề cao vai trò của đội ngũ trí thức. Đã 60 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức Việt Nam, thực hiện lời căn dặn của người, đội ngũ trí thức nơi cội nguồn cách mạng Cao Bằng không ngừng nỗ lực, phấn đấu, góp sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Nói về vai trò của đội ngũ trí thức, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, trí thức là vốn liếng quý báu của dân tộc. Trong sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa, lao động trí óc có một vai trò quan trọng và vẻ vang, và công, nông, trí cần phải đoàn kết chặt chẽ thành một khối. Thấm nhuần tư tưởng của người trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, Đảng ta xác định đội ngũ trí thức nước ta có tinh thần yêu nước, có lòng tự hào, tự tôn dân tộc sâu sắc, luôn gắn bó với sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 ngày 6 tháng 8 năm 2008 đã khẳng định xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư cho xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững. Sau 15 năm thực hiện nghị quyết số 27 và chương trình hành động của Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện một cách nghiêm túc, đạt hiệu quả. Những nội dung của nghị quyết đã từng bước được cụ thể hóa thành các cơ chế, chính sách, góp phần phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể của tỉnh về vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức được nâng lên. Từ đó, tỉnh đã có những chính sách kịp thời nhằm tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ trí thức được cống hiến, phát triển. Đồng thời, thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý đội ngũ trí thức hiệu quả. Với góc độ là cơ quan tham mưu cho Ủy ban Tỉnh về hoạt động khoa học công nghệ, thì Sở Khoa học Công nghệ đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành nghị quyết 06 của Tỉnh ủy về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Thì trong đó thì tập trung để nâng cao cái chất lượng của đội ngũ trí thức. Bên cạnh đó thì Sở Khoa học Công nghệ cũng đã tham mưu cho Ủy ban Tỉnh để ban hành cái kế hoạch để phát triển đội ngũ trí thức từ nay đến năm 2030. Đấy. Thì qua cái quá trình triển khai ấy, thì chúng tôi thấy rằng là cái đội ngũ trí thức xét về góc độ là hoạt động khoa học công nghệ thì các trí thức trong tỉnh thì tham gia vào các hội đồng khoa học công nghệ của cấp tỉnh với cái số lượng ngày càng nhiều hơn. Đấy là cái ý thứ nhất. Cái thứ hai thì chúng tôi thấy là hiện nay thì cái việc mà quan tâm đến các đề tài nhiệm vụ khoa học công nghệ của cấp tỉnh, cấp cơ sở thì được các cơ quan sở ban ngành, mà nòng cốt là lực lượng trí thức của các cơ quan sở ban ngành các huyện cũng được quan tâm hơn. Tin tưởng rằng ấy thì với những cái cơ chế chính sách chung của tỉnh để phát triển đội ngũ trí thức thì trong cái giai đoạn tới thì đội ngũ trí thức tiếp tục phát triển mạnh hơn cả về số lượng, cả về chất lượng để mà đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Coi đội ngũ trí thức là một trong những lực lượng sáng tạo, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được đổi mới toàn diện trên các mặt như tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, phân cấp quản lý, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ. Cái đội ngũ trí thức thì chúng ta biết là Đảng, nhà nước thì hết sức là quan tâm đến cái đội ngũ trí thức, vì đây chính là cái nguồn tài nguyên vô giá của đất nước, của Tổ quốc. Ở địa phương cũng như vậy, thì các đồng chí cán bộ trí thức ở địa phương cũng chính là những cái nguồn tài nguyên vô giá, những kho báu của địa phương. Thế thì chúng tôi thấy là cái điều đó rất là quý. Cái đội ngũ trí thức của Cao Bằng ta là cũng rất là phong phú và ngày càng phát triển, đặc biệt là ngày càng trẻ hóa. Đây là cái điều tôi rất mừng. cái đội này nó trẻ hóa được tốt là sẽ đóng góp cho đất nước nhiều hơn, đóng góp cho địa phương này nhiều hơn. Cùng với sự phát triển về kinh tế xã hội, đội ngũ trí thức của tỉnh liên tục tăng. Năm 2007, cả tỉnh có hơn 7 trí thức, thì đến hết tháng 6 năm 2022, tăng lên trên 16.000 trí thức. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công chức trong tỉnh cũng được nâng lên rõ rệt. Hầu hết đều có trình độ từ trung cấp trở lên. Viên chức sự nghiệp cơ bản đạt chuẩn đào tạo theo chức danh. Riêng sự nghiệp giáo dục, tỷ lệ giáo viên được đào tạo trên chuẩn khá cao. Cao Bằng chúng ta chiếm trên 90% sản xuất nông lâm nghiệp. Tuy nhiên đời sống của bà con nông dân thì gặp rất nhiều khó khăn. Một phần là do điều kiện tự nhiên, ví dụ như hiện tượng xói mòn rửa trôi diễn ra rất mạnh nên là năng suất cây trồng thấp. Thứ hai nữa là do tập quán canh tác của bà con nông dân. Và thứ ba đó là do chưa biết cách lựa chọn và phát huy bảo tồn một số loài cây đặc sản, cây bản địa có năng suất cao vào ứng dụng trong sản xuất như là cây hạt rẻ, cây trám đen. Vì vậy thì trong những năm vừa qua thì tôi đã ứng dụng một số đề tài sáng kiến, ứng dụng đổi mới khoa học công nghệ, có đề tài nghiên cứu và xác định cây trội làm cây mẹ cho bảo tồn và phát triển cây trám đen tại tỉnh Cao Bằng. Có sản phẩm là chế biến phân hữu cơ từ rác thải có nguồn gốc thực vật, tận dụng nguồn sản phẩm dư thừa ngay trên nương rẫy để ủ phân bón. Và tôi cũng đã ứng dụng cái sản phẩm chế biến phân hữu cơ này vào sản xuất trồng thử nghiệm mô hình trồng cây sa chi. Với vai trò là một nhà giáo, nhà khoa học của nhà nông, thì tất cả những cái kết quả của đề tài sáng kiến mà tôi đã nêu trên ấy, thì đều được ứng dụng vào giảng dạy trong các môn học của nghề trung cấp trong trường trung cấp nghề tỉnh Cao Bằng với mỗi năm trên 300 học sinh. Và ngoài ra thì tôi còn tham gia đào tạo các lớp bồi dưỡng tập huấn cho các cán bộ học viên của các sở ban ngành địa phương của tỉnh Cao Bằng. Qua đó thì cũng đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cho tỉnh Cao Bằng. Tích cực tham gia xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Những năm qua, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa các hội thành viên với cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc để vận động, tập hợp trí thức khoa học và công nghệ. Nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh cũng ngày càng có sự đổi mới, cải tiến, đa dạng và phong phú, có sức lan tỏa rộng khắp. Các ý kiến tư vấn, phản biện, phổ biến kiến thức đã góp phần quý báu cho việc xây dựng và từng bước hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, phát huy sức mạnh của khối liên minh công nhân, nông dân, trí thức, đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội của quê hương, đất nước. Là một tỉnh miền núi, nhưng mà Cao Bằng của chúng ta hiện nay có khoảng trên 2 vạn trí thức khoa học công nghệ. Ở trong những năm qua thì có thể nói là cái đội ngũ trí thức khoa học công nghệ tỉnh Cao Bằng cũng đã có những đóng góp rất là tích cực trong phát triển kinh tế xã hội địa phương. Hiện nay là được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là sau khi có cái chỉ thị số 06, nghị quyết 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, thì cái việc quan tâm mà phát triển đội ngũ trí thức cũng đã được quan tâm, các cấp các ngành quan tâm. Hiện nay ấy, thì đối với tỉnh Cao Bằng của chúng ta, trí thức khoa công nghệ cũng tham gia rất nhiều cái lĩnh vực. Trước hết là họ tham gia về cái tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Đây là một hoạt động có thể là tham mưu tư vấn cho cấp ủy Đảng về các cái chủ trương chính sách trong phát triển kinh tế xã hội. Họ đưa ra những cái luận cứ khoa học để đảm bảo là các cái đề án, các cái chủ trương của Đảng sẽ được phát huy trong cái điều kiện của tỉnh Cao Bằng. Thì hiện nay ở Cao Bằng cũng đã có gần 100 chuyên gia ở các lĩnh vực của đời sống xã hội, họ có thể tham gia các cái hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Cái thứ hai là đóng góp của đội ngũ trí thức trong việc là tuyên truyền phổ biến kiến thức. Ở trong hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức ấy, thì trong thời gian vừa qua, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Cao Bằng cũng đã tập hợp được 21 hội thành viên với cái số lượng hội viên là trên 15 vạn người. Và có thể nói trong thời gian vừa qua đấy thì các kiến thức về khoa học công nghệ, tuyên truyền phổ biến kiến thức trong nông dân, trong nhân dân thì cũng đã được tất cả các cái hội thành viên của Liên Hiệp Hội quan tâm, và qua các kênh, qua các phương tiện thông tin đại chúng và qua các hội thành viên thì các cái kiến thức về khoa học công nghệ, các cái hội thảo khoa học, các cái lớp tập huấn tuyên truyền thì cũng đã được phát huy và góp phần là đưa khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống. Vấn đề thứ ba đấy là đội ngũ trí thức Cao Bằng đã tích cực trong việc là tham gia các cái hoạt động về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Hàng năm thì tỉnh bằng các nguồn ngân sách của trung ương và địa phương thì hoạt động về các cái nhiệm vụ về khoa học công nghệ của tỉnh Cao Bằng của chúng ta cũng đã bước đầu là đem lại những kết quả rất là đáng phấn khởi. Đó là các nghiên cứu đối với lại cây trồng, vật nuôi, các lĩnh vực về công nghiệp và các cái lĩnh vực về khoa học xã hội nhân văn thì đều được quan tâm. Và trong những năm vừa qua thì có thể nói là những cái đóng góp của đội ngũ trí thức cũng đã phải nói là góp phần rất là tích cực trong cái việc là góp phần là phát triển về kinh tế xã hội của địa phương. Trên thực tế, bên cạnh những kết quả nổi bật, vẫn còn một số nội dung quan trọng trong nghị quyết số 27 đến nay chưa được cụ thể hóa, thể chế hóa. Việc tổ chức thực hiện còn thiếu đồng bộ, ít đột phá, dẫn đến sự phát triển và công hiến của đội ngũ trí thức chưa xứng với tiềm năng, chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển. Trong quá trình tập hợp vận động đội ngũ trí thức và phát huy cái vai trò đội ngũ trí thức trong phát triển kinh tế xã hội địa phương ấy, thì chúng tôi thấy là còn một số cái khó khăn. Cái thứ hai ấy, là việc tập hợp trí thức trong cái Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật cũng rất là khó. Và một vấn đề nữa đó là ở Cao Bằng của chúng ta, tức là một cái khó khăn đó là việc ứng dụng cái khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống ấy. Trong thời gian tới chúng ta sẽ tập trung là khuyến khích, động viên, hướng dẫn để làm sao mà tập hợp được nhiều trí thức, để trí thức được cống hiến sức lực trí tuệ của mình trong cái đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, và cũng như là thực hiện cái nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy Cao Bằng về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh kinh tế xã hội đang ngày càng biến đổi và đứng trước nhiều thách thức, đặc biệt là sự phát triển của công nghệ thông tin, Internet, của cách mạng chuyển đổi công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, đòi hỏi đội ngũ trí thức phải tiếp tục phát huy vai trò lực lượng tiên phong, nòng cốt trong công cuộc đổi mới, xây dựng, mở lối cho sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước. Chúng tôi xác định có 4 cái nội dung cần tập trung. Cái thứ nhất là cần phải đổi mới cái việc mà triển khai quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của trung ương, của tỉnh trong đội ngũ trí thức. Trong đó chú trọng cái việc là cụ thể hóa, lựa chọn những nội dung phù hợp với từng cơ quan, từng đơn vị để mà đội ngũ trí thức của chúng ta được học tập thật sự sát với yêu cầu nhiệm vụ. Cái thứ hai là tiếp tục đẩy mạnh cái việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ trí thức. Và đặc biệt coi trọng cái việc thực hiện tự soi tự sửa, tức là tự phê bình và phê bình. Cái nội dung thứ ba là cần phải tiếp tục đẩy mạnh cái việc tuyên truyền giáo dục truyền thống quê hương cách mạng Cao Bằng, và từ đó có trách nhiệm để mà xác định được kể cả lợi thế cũng như những cái bất lợi thế của tỉnh ta trong quá trình phát triển. Thế từ đó thì từ cái lòng tự hào đó thì khơi dậy cái ý chí tự lực tự cường, tức là xây dựng cái ý chí của mỗi trí thức, mỗi người trí thức trong đó. Thế và đấy chính là cái nguồn lực nội sinh để mà tham gia vào xây dựng hệ thống chính trị của cả tỉnh. Và một cái ý nữa là ngành tuyên giáo chúng tôi ấy, thì sẽ tiếp tục có những cái đồng hành cùng đội ngũ trí thức, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, tỉnh ủy chỉ đạo định hướng để nâng cao chất lượng và số lượng của đội ngũ trí thức trong tình hiện nay. Với mục tiêu cuối cùng của chúng tôi hướng đến là xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức Cao Bằng vững về tư tưởng, trong sáng về đạo đức và ý chí nghị lực, chắc về chuyên môn nghiệp vụ và năng động đổi mới sáng tạo, và đặc biệt là khơi dậy và phát huy lòng tự hào của đội ngũ trí thức đối với quê hương cội nguồn cách mạng. Thế từ đó thì nhìn nhận trách nhiệm và đóng góp trí tuệ của mình trong cái việc thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh, cũng như là thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo bước chuyển biến đột phá trong từng lĩnh vực. Mùa xuân năm 1961, trong chuyến thăm Cao Bằng cuối cùng trước lúc bác đi xa, người đã từng căn dặn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Bác mong tỉnh Cao Bằng sớm trở thành một trong những tỉnh gương mẫu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Như trước đây, Cao Bằng là một trong những tỉnh đi đầu trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Ít nhất, Cao Bằng phải cao bằng nơi cao nhất, Cao Bằng cao không nơi nào bằng. Đáp ứng là mong mỏi của Đảng, của Bác, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng với truyền thống đoàn kết, đấu tranh cách mạng, cần cù lao động sáng tạo, vẫn đang từng ngày, từng giờ quyết tâm thực hiện lời Bác dạy, vững bước đi theo Đảng, xây dựng và phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc biên cương phía Đông Bắc của Tổ quốc. Đến đây, chương trình thông tin đối ngoại của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.